Hello. Xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi ha, lâu lắm mình mới làm mấy cái clip hướng dẫn về gọi tay ha. Thì trước đó có một số người là kêu mình làm về facility. Thì đúng ra là mình phải làm cái facility này sớm hơn nữa, bởi vì facility này nó ra lâu lắm rồi, nó ra phải là cùng cái thời với cái thằng Bunker hay gì đó các thứ. Nhưng mà nó không phải là một cái công ty kiếm tiền như là những cái kia, mà nó là một cái căn cứ để các bạn tạo ra mấy cái hay, các bạn kiếm tiền từ mấy cái hay chứ không phải là những cái doanh nghiệp. Cho nên là hồi đó mình làm mà mình có bỏ qua, nhưng mà thôi giờ lỡ giúp rồi thì giúp cho chót luôn. Còn mình chỉ còn cái cuối cùng là cái facility thôi. Thì facility nó là cái gì và làm cách nào để mua nó thì mình hướng dẫn cơ bản nhất thôi nha. Và cũng lâu lắm rồi mình không có vô game nên là mình có cái gì mình làm video mà nó có thiếu sót á thì mong các bạn thông cảm bỏ qua, và cái gì mà mình quên nói á thì các bạn có thể là comment ở phía bên dưới để có gì mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì đi với cái vấn đề đơn giản nhất đầu tiên là facility nó là cái gì và chúng ta mua nó ở đâu. Chúng ta vào internet, chúng ta vào cái Money and Service Service gì đó, tùy ông nào đọc tiếng Anh thôi. Chúng ta sẽ vào cái đây, bạn nhớ nha, mua mấy cái doanh nghiệp hay mấy cái gì các kiểu luôn á, ngoại trừ mua cái nhà cơ bản để chúng ta tạo cái hay, tạo năm cái hay cơ bản ra thì nó nằm ở Dynasty A với lại Dynasty A Exclusive, này là để mua để làm sale. Còn mấy cái khác thì chúng ta mua của cái Maze Bank này nha các bạn, cái Foreclosure Maze Bank. Chúng ta vào đây Enter Site. Ý. Rồi, chúng ta nhìn lên đây, chúng ta thấy có cái biểu tượng cái quả địa cầu màu tím nè, là facility của chúng ta đó các bạn. Facility là cái gì? Thì theo mình biết là nó là một cái căn cứ để mà chứa chấp những cái căn cứ nghiên cứu về những cái vũ khí sinh học AI, trí tuệ nhân tạo gì đó, những cái món vũ khí, những cái nói chung là nó các bạn nên hiểu gì thôi. Nó khác là bunker là đúng là một cái căn hầm để chứa tại vũ khí hạng nặng rồi, vũ khí như súng ống. Còn thằng này là cơ bao gồm những thứ như kiểu phi vật lý luôn á, máy bay rồi jet bus rồi các kiểu đó, xe tăng đến từ tương lai, xe tăng bắn laser rồi đó. Thì đó là facility. Ông nào mà hiểu tiếng Anh chắc hơn thì có thể là comment ở phía bên dưới nha, để cho video mình nó sớm hơn. Rồi chúng ta có những cái vị trí của facility ở đây, đây chúng ta có tổng cộng 2 4 6 8 9 cái facility. Thì chúng ta mua ở chỗ nào thì á, mình recommend cho các bạn, mình kiểu như là mình recommend tiếng Việt là cái gì mình cũng không biết nữa. Nói nhiều khi nói tiếng Anh với tiếng Việt cũng lẫn với nhau. Là lời khuyên đúng không? Mình khuyên các bạn là mua hai địa điểm này nha. Mình mua ngay đây và mình mua và các bạn, nếu các bạn có nhiều tiền nhất các bạn mua ngay đây thì nó có cái lợi nhất là khi các bạn đi lấy hàng hay là các bạn đi giao hàng vô đồ á thì nó sẽ có trung tâm ở thành phố, nó khá là tiện lợi. Cái chỗ này là cái chỗ ngon ngon nhất nè. Chỗ này. Không biết là chỗ này, hai chỗ này là chỗ ngon nhất, nhưng mà thằng này là thằng xịn nhất và thằng này là thằng xịn thứ nhì. Còn những cái chỗ này nè, đừng có nên mua nha các bạn, bởi vì là mua một cái là đi lấy hàng là nó cực kỳ xa. Mua vào rồi chỉ có chết thôi đó. Như thằng bạn mình hồi lâu là nó mua cái căn cứ facility, nó mua ở đâu trên đây nè, là nó khi mà nó bán hàng á là mỗi lần đi lấy hàng là nó lấy hàng chích bài ông nội luôn. Nên là đừng có dại dột, đừng có mà ham rẻ đâu các bạn, mua ở những địa điểm xa nha. Mua địa điểm xa là chỉ có chết thôi chứ không có chạy, không chạy đường nào đâu. Những địa điểm xe này nó bán rất là rẻ. Còn cái của mình này hồi lâu mình mua cái này như là tầm 2 triệu thì phải. Còn thằng này là thằng mắc nhất này. Thằng này là như là ai, ông nội này là tới 3 củ. Ok. 3 củ. Đó, nhưng mà mua vào đó thì các bạn rất là tiện lợi cho cái việc mà các bạn đi giao hàng và lấy hàng. Ok, xong. Rồi, chúng ta bấm vào khi mà chúng ta khi các bạn mua á. Đâu rồi? Ví dụ như mình sẽ làm nên những người nào mới mua nha, ví dụ như bạn mua ở đây thì này bấm vào buy from đây. Rồi facility style nghĩa là cái các bạn nhìn vô là các bạn cũng biết nó là cái gì rồi đúng không, là phong cách, đó là cái thiết kế nội thất cho cái facility.
Ông nào nhiều tiền thì có thể bơm thêm vài trăm nghìn để cho nó đẹp. Rồi graphics đó là bức tường. Ok. Rồi Canon, cái Canon này là nó là gì? Nó chính là cái gì ta, nếu các bạn chơi cái nhiệm vụ cuối cùng, cái hai cuối cùng, cái gì gọi là Scenario gì đó mình quên rồi. Đó, cái hai thứ ba, cái hai cuối cùng của cái Face City thì chúng ta có một cái bộ máy Canon, chúng ta có thể bắn bắn cái này như là hai thứ ba, là hai thứ nhất, hình như là cái final hai, cái final thứ nhất thì phải, của cái act một hay sao ấy, mình nó bắn giống như là cái chợ Big Hack gì đó, mình đứng ở ngoài Face City mình bắn nó giống như là cái một cái mình ngồi trong đây mà mình bắn súng ra phía bên ngoài thôi, nó như một cái căn cứ gì đó ngồi mình bắn ra đó, mình cũng không biết giải thích như sao nữa. Nói chung là cái mà khi mà các bạn mua cái này, các bạn ngồi vào đây thì các bạn có thể, đúng không, nó sẽ chuyển các bạn ra một cái camera để mà các bạn có thể bắn súng đi đâu đó các kiểu. Thích thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search cái từ này ra trên YouTube nè, các bạn biết con tử là nó bắn như thế nào và tác dụng nó là gì. Nói chung đây là một cái ủ súng để mà chúng ta bắn cho vui thôi, giống như là bên trong cái, thì mình nhớ không nhầm, đúng như là bên trong cái con terabyte nó có cái, nó có cái gì ta, nó có cái fly cam hay cái gì đó đấy, ngồi vào đó mình bắn rồi mình điều khiển mình chơi đó, thằng nào mà quậy phá mình thì vô đây lắp lấy cái máy này vô và bắn nó chết. Ok, security room thì mình không mua nên mình cũng không biết nó là cái gì. Hình như là nó cất súng cho mình hay cái gì đó thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là mấy cái này thì nó cũng chỉ là thêm thắt đồ gì các kiểu thôi, chứ cũng không có cần thiết ở đâu, vì cái facility của mình mua, mình thực chất ra mình chỉ mua đúng cái facility thôi, mà không nâng cấp bất kỳ một cái gì trong đây cả, bởi vì nó chẳng có gì để mà mình thích. Chỉ có đối với mình, nếu mà tiện lợi nhất đó là mình mua cái sleeping quarter, là nó cho phép các bạn có thể ngủ ở đây và spam ngay tại cái facility luôn đấy, 150, khá là rẻ. Nên có thể thôi lát nữa chắc có gì mình ra mình mua bè nó luôn cho rồi. Ok, giờ mình sẽ nâng cấp cái facility của mình, có cái sleep water luôn nha các bạn. Rồi, ở đây mình mua mua luôn, mua cái sleeping water luôn, có 150 thôi. Ôi, chúng ta có thể tạo, chúng ta có thể là mua cái phòng khác này. Ôi, đẹp vãi thế. Mà thôi, mình ít chơi. Thôi, mình cũng khỏi mua luôn. Hè rứa. Ok, giờ chúng ta sẽ đi vào nha. Sau khi các bạn mua cái facility xong rồi thì Lester nó sẽ gọi điện cho các bạn và chỉ thẳng qua đây. Ồ, thấy không? Có một cái căn cứ dưới hầm, và vô đây thì mới đầu các bạn mua, các bạn coi một cái cutscene nó cũng hơi lâu một chút xíu. À, hơi lâu một chút. Và nói sơ qua trước đã. Nói chung là mình làm video, mình thường thường mình làm video mình ít khi nào mà mình lên kịch bản lắm nha các bạn. Mình cố mình nhớ trong đầu hết. Mình lên, nếu mà mình có lên kịch bản thì mình chỉ lên những cái sơ đẳng nên nói cái gì thôi, chứ mình không có viết ra mà mình đọc. Thì theo trí nhớ của mình á là những cái món xe cộ nào có thể chất được trong cái Face City á, đó là cái con Avenger nè, cái con xe tăng Kangeli. Đâu rồi, chúng ta phải vô trong đây. Nói qua cho các bạn biết thôi. Thực chất là game này nó ra cũng lâu rồi nên là ông nào thì đa số ông nào cũng biết rồi, nhưng mà kiểu của mình mới tay mà các bạn, có thể các bạn biết hoặc là những người ta không biết, vì trên đời này đâu có ai mà biết hết đâu, đúng không? Mình làm video này với mục đích là dành cho những người mà không biết thì người ta có thể vô coi. Thì cái đây, ông nội này là nằm trong facility Kanjali nữa, và con gì, cái con gì ta, con cái con máy bay gì to to, ai à, con Avenger. Ok, ba chiếc này là của thằng ấy. Ba chiếc này thì mình mua vào nó sẽ tự động nó spam ở trong đây nha. Đó, mình mua có cái, mình có cái chiếc bắt mà mình có ngay bây giờ, nhưng mà cái xe tăng mình không có mua vì mình không có chơi. Ok, rồi đi dạo trong đây á. Ở trong đây thì các bạn sau khi mà mua xong á thì các bạn vô đây, các bạn để có thể tạo cái heist cho mình nè. Thì khác như ban đầu video mình đã nói, bởi vì cái này là nó khác với những cái này nó không phải là một cái doanh nghiệp mà nó là một cái nơi để mình tạo tạo cái heist để cho các bạn chơi thôi.
ngoài ngoài cái hay ra thì nó không có bất kỳ một cái dịch vụ nào kiếm ra tiền hết như thằng Arcade. Arcade thì các bạn có thể tạo hay bạn chơi và nó có thể đĩa tiền cho bạn từ những cái máy game. Còn cái thằng này thì nó lại khác, nó chỉ thuần là thuê mô, bởi vì hồi xưa thì Rockstar chưa có nghĩ đến những cái kiếm tiền đó, những cái kiếm tiền mà vừa tạo hay. Rockstar nó chỉ game này nó chỉ là làm ra duy nhất một cái heist này thêm để kiếm tiền thêm thôi, ngoài cái năm cái heist cơ bản của những cái căn hộ cơ bản của các bạn đó, thì hồi đó nó đẩy ra thêm cái này nữa. Thì mở vô á, các bạn vô cái bảng setup này nè, bạn ấn vào cái là access to plain screen, có nghĩa là các bạn có thể là làm chủ, các bạn tạo room, các bạn giữ cây. Còn cái thứ hai, cái dòng bên dưới là các bạn có thể là tự tìm phòng của những thằng nào đó mà nó tạo sẵn đó, thì các bạn vô. Ở đây chúng ta có tổng cộng 3 cái ạc, ạc 1, ạc 2 và ạc 3. Thì có một cái mẹo á, là nếu mà các bạn chơi xong hết tất cả rồi đúng không, thì các bạn nên tạo một cái ạc 1 và tạo một cái setup đầu tiên thôi, rồi các bạn để đó, bạn đừng có làm gì hết. Nếu các bạn không chơi nữa, không chơi cái facility doom day này nữa, đúng rồi, cái này gọi là cái heist doom day. Oh my god, bây giờ mình mới nhớ luôn. Thì các bạn có thể vô đây setup đầu tiên, các bạn lấy một cái rồi các bạn để đó. Biết đến chi không? Để mà chúng ta có thể có được cái tin nhắn của ông Lister á, là ông sẽ luôn luôn gọi chúng ta báo về là hãy quay về căn cứ này đi để chúng ta có thể setup tiếp. Thì khi các bạn ấn vào đó, ấn vào đây thì ông tiện Lister nó sẽ là spam cho mình quay về chỗ facility luôn, để khi mà các bạn có thể đi, các bạn cần những nhiệm vụ nào mà đi ở đây nè, mà trong lúc đó các bạn đang ở dưới tiếp thành phố, các bạn làm biến mà chạy thẳng ở đây bằng phương tiện đúng không, thì chỉ cần một cú tin nhắn từ một cái setup của trong facility các bạn mua ở đây thôi là nó spam thẳng tiếp đây luôn. Ok, nên mua facility ở đây á, nó có một cái điểm lợi là ở chỗ đó, còn mà mua facility ở dưới đây thì thực tế là các bạn không có làm được cái trò đâu, các bạn chỉ quanh quẩn xuống phố thôi, muốn lên đây thì cũng chẳng có cái gì để mà spam lên đây cả. Nên theo mình á, các bạn nên mua ở đây nha. Nó sẽ có là nó sẽ tiện lợi hơn khá là nhiều. Ok rồi, ở đây setup nó cũng na ná như là bên arcade thôi, nhưng mà setup ở đây nó khá là dễ, và nó dễ hơn thằng ơi, nó ơi thật sự là nó không dễ hơn đâu, mà là nó hơi khó hơn xíu nhưng mà nó ít hơn. Còn bên arcade á, mình đi rep setup rep thôi, mình đi cũng phải là hơn cái chục cái thì các bạn mới thể là đi tới final. Còn ở đây như là một cái thì các bạn what, ủa sao này mình cầm lết rồi. Cái này là prep. Ok, chúng ta cái ạc đầu tiên chúng ta là có ba 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 prep nha. Ạc tiếp theo, ạc thứ hai là cái bow bow đình gì đó, chúng ta có 4 prep, và ạc thứ ba chúng ta có tới 5 prep. Ok, bữa mình đi tới đây rồi, mình đi đây là mình bỏ. Thì mỗi cái setup chúng ta sẽ có bao gồm một cái prep. Chúng ta có thể làm hết tất cả các prep và chúng ta có thể tạo setup và đi hết setup, chúng ta sẽ đến được final. Ok, giờ chúng ta có tổng cộng bao nhiêu ta, ba cái ạc, mỗi ạc ạc một là có 3 setup, ạc hai là có 4 setup, và thứ ba có 5 setup, và mỗi cái nhất là cái final, cái nhất là cái ạc ba đó các bạn, ạc ba là nó có tới là 5 setup, và trong đó hình như có một setup là nó có tới 2 brief lận. Nói chung là cái này nó cũng cân bằng thôi. Bên kia thì bên arcade thì chúng ta có nhiều rep nhưng mà nó dễ, còn bên này nó có ít hơn nhưng mà nó khó, thời gian các bạn làm như nó cũng như nhau. Nói là các bạn chơi rồi các bạn kiếm tiền thôi chứ cũng không có gì. Cái facility này nó cũng đơn giản, nó không có phức tạp như kia, bởi vì nó không có cái tính năng kiếm tiền, nó không có gì hết đó. Vô đây các bạn chỉ cần tạo rep rồi thì các bạn chơi thôi. Vậy như là hết bà nó rồi, không còn cái gì để mà nói về thằng facility này nữa, nó đơn giản rồi. Còn nếu các bạn có những cái gì mà thắc mắc gì đó thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới, rồi có gì để mình trả lời nha. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái facility. Cũng không có gì gọi là khó khăn. Rồi, các bạn có ý tưởng nào muốn mình làm tiếp về GTA thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới. Mình đang muốn làm review về xe cộ rồi đó cho các bạn biết. Sắp tới đây thì mình đang tính làm review về con máy bay Binza. Ok,
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nhớ ấn like và subscribe cho mình. Cảm ơn.